đều đặn hàng tuần và thường vào buổi tối, các em học sinh câu lạc bộ văn hóa các dân tộc, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh lại thay phiên nhau đọc các bản tin trên hệ thống phát thanh nội bộ. Đặc biệt ở chỗ, bản tin được các em tự biên dịch và tự đọc bằng tiếng dân tộc. Đó cũng là cách nhà trường giúp các em học sinh giữ gìn và phát huy tiếng nói dân tộc mình. Mỗi tuần chúng em thường dành 1 đến 3 buổi để phát thanh bằng tiếng nói của dân tộc mình. Em không hề ngại khi phải mặc áo dân tộc và sử dụng tiếng nói của dân tộc mình, mà em cảm thấy tự hào vì mình đã lan tỏa được tiếng nói và văn hóa dân tộc mình đến mọi người xung quanh. Câu lạc bộ văn hóa các dân tộc trường Trung học phổ thông nội trú tỉnh hiện có hơn 100 thành viên. Hàng tháng, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt với các nội dung đều hướng cho các em tìm hiểu và tham gia giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Một trong những hoạt động được các em yêu thích là việc truyền dạy các làn điệu dân ca, đặc biệt là các bài hát then đàn tính của dân tộc Tày. Không cần nghệ nhân truyền dạy mà các em tự học lẫn nhau. Cứ thế tình yêu với tiếng tính, điệu then hay các bài dân ca dân tộc Nùng sao được chính các em lan tỏa trong nhà trường. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã hoạt động rất hiệu quả. Việc duy trì câu lạc bộ không chỉ giúp các bạn học sinh tìm hiểu về phong tục tập quán, về những truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn tìm hiểu về cả những dân tộc khác nữa. Đồng thời đem tới cho các em những giây phút vui vẻ, thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Với đặc thù, học sinh nhà trường hầu hết đều là con em dân tộc thiểu số. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài quy định 100% học sinh mặc trang phục dân tộc vào thứ hai hàng tuần hay vào các ngày lễ, sự kiện của trường, nhà trường còn lồng ghép tích hợp việc giáo dục, đưa nét đẹp văn hóa truyền thống vào các tiết học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với đặc thù trường dân tộc nội trú có gần 100% là học sinh dân tộc thiểu số, thì chúng tôi giúp các em học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như là tiếng nói, trang phục và các làn điệu dân ca bằng cách là tích hợp qua các hoạt động liên môn cũng như là hoạt động ngoại khóa, và trên cơ sở đó thì giúp các em học sinh thêm tự hào và cũng có những trách nhiệm trong việc vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong xu thế hội nhập, nhiều di sản văn hóa như tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống hay các làn điệu dân ca của các dân tộc đang đứng trước nguy cơ dần mai một. Việc quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ trường học là cách làm hay và hiệu quả, góp phần chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đó cũng là cách để lan tỏa những màu sắc văn hóa đa dạng, sống động của các dân tộc thiểu số trên địa bàn đến cộng đồng.